Thưa quý vị, theo thông tin từ Cục Hàng hải Việt Nam, lãnh đạo Cục đã về Hải Phòng thăm hỏi gia đình Đại phó Đặng Duy Kiên, thuyền viên Việt Nam thiệt mạng sau vụ tấn công của Hô Tì vào một tàu chở hàng trên vịnh Aden gần biển đỏ. Hiện Bộ Giao thông Vận tải và Cục đang nỗ lực thực hiện các thủ tục để sớm đưa thi thể của Đại phó Kiên cùng với ba thuyền viên Việt Nam sống sót trở về Việt Nam. Cục đã chỉ đạo công ty HP Marine, đơn vị ký hợp đồng đưa thuyền viên ra nước ngoài, khẩn trương phối hợp với chủ tàu, đơn vị bảo hiểm thực hiện hồi hương, chi trả bảo hiểm và đảm bảo quyền lợi cho gia đình các nạn nhân. Những ngày qua Cục Hàng hải Việt Nam và công ty HP Marine đã có công văn gửi đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đề nghị triển khai quy trình bảo hộ công dân và đưa các thuyền viên về nước. Trước đó vào ngày 6 tháng 3, tàu True Confidence treo cờ Barbados đã bị trúng tên lửa của lực lượng Houthi khi đang trên hành trình từ Singapore đến Jeddah, Ả Rập Xê Út. Vụ tấn công đã khiến 3 thuyền viên thiệt mạng, trong đó có một người Việt Nam là đại phó Đặng Duy Kiên. 3 thuyền viên Việt Nam còn lại trên tàu, bao gồm Phạm Văn Thành, máy trưởng, Nguyễn Văn Tảo, máy 2 và Phùng Văn An, máy 3, được xác định vẫn bình an.